Happy Thanksgiving cả nhà. Hôm nay mình đi làm. Hôm nay mình đi làm, công ty đã cho mình ăn gà tây nha. Gà tây với lại nước Coca-Cola. Review cái công ty nay cho mình ăn món gì nha các bạn. Mình được hai phần ăn. Rồi, hôm nay là lễ Thanksgiving, công ty đãi mình gà tây thì đầu tiên là đương nhiên là mình phải thấy có lon nước Coca-Cola, chai nước Coca-Cola ha. Rồi một phần gà tây, có bánh, bánh này bánh gì, bánh pecan pie, bánh nướng pecan, hộp pecan đó. Đây là salad, mâm salad của mình đây ha. Đây là gà tây, salad của mình đây nha. Đó, salad mình trộn dầu giấm nha, dầu sốt Ý, dressing ăn với salad. Chế dầu giấm vô nha, dầu salad á. Mình ăn thử cái này nha, cà chua. Cà chua nó giống, nó dạng như cà chua bi á, không có chua lắm mà nó cũng không có ngọt. Dừa mình ăn trộn với lại dầu giấm nó hơi chua, ngon. Tiếp phần gà tây nha. Gà tây của mình nó bao gồm 4 lát gà tây. Gà tây có nước sốt gravy. Gà tây nó nướng xong rồi xắt lát ra, bỏ gravy vô cái nước sốt đó. Gravy có nghĩa là nước sốt đó. Nước sốt chua ngọt, thả nước miếng nha. Này là khoai tây nè, với bánh mì ngọt. Miếng gà tây nó mềm lắm, nó không có dai như gà ta của mình. Ăn cho vui thôi, có vậy cho ngày Thanksgiving thôi, chứ thật ra gà tây nó không có ngon. Nhưng mà cách ướp gà của công ty làm á, nó rất là thấm tháp nha các bạn, so với ở nhà. Tinh nghiền, smart potato. Khoai tây nghiền, nó bao gồm khoai tây nghiền với loại sữa với lại bơ. Cái khoai tây này nó ngon một cái là nó rất là dẻo. Khi mình ta nghiền xong á, mình có thể vò lại thành cục mà nó không có gãy, nó không có bể nha các bạn. Chứng tỏ nó rất là dẻo. Ngon quá. Khoai tây, ăn khoai tây phải ăn với gà. Lịch sử của ngày Thanksgiving đó các bạn. Sở dĩ thật có ngày Thanksgiving là ngày xưa nước Mỹ rất là hoang sơ, chưa cái người Anh á, lúc đó còn người châu Âu chưa đến nước Mỹ các bạn. Nước Mỹ chỉ có người thổ dân da đỏ thôi. Thì
top người đầu tiên, top người di dân người Anh đầu tiên đã đổ bộ lên nước Mỹ. Và trong năm đầu tiên á, người ta trồng trọt, người ta được người da đỏ hướng dẫn cho trồng trọt và chăn nuôi, nhất là nuôi gà Tây. Sau khi đợt di cư đầu tiên á, người ta trồng trọt rất là thành công, như là trồng bắp với bí ngô, nuôi gà Tây. Thì năm đầu tiên rất là được mùa, đồ ăn thì dư dả, nên người Anh người ta mới nấu gà Tây, nấu khoai tây và là bánh mì và luộc ngô, để ngô có nghĩa là bắp á, để ăn mừng cái ngày năm đầu tiên đến nước Mỹ được mùa. Thì người ta Việt Nam mình có thể gọi là cúng cúng gì, cúng tạ ơn trời đất á, đã cho mình một mùa thu hoạch rất là thành công, và người ta đã làm một bữa ăn rất là thịnh soạn để tạ ơn trời đất. Thì tiếng Mỹ gọi là Thanksgiving. Thanksgiving các công ty đều đóng cửa để nghỉ lễ, duy chỉ có công ty mình là không có đóng cửa. Công ty mình máy phải chạy trực tiếp 24/24, khi mà đóng cửa đó tắt máy tắt không có được, máy phải chạy luôn 24/24, và công ty lúc nào cũng phải có người, cho nên mình phải đi làm không có nghỉ được, và công ty đã để gà Tây cho mình ăn. Rồi sau đó cứ mỗi năm liên tiếp là mỗi năm đều có làm một cái ngày lễ gà Tây để tạ ơn trời đất như vậy. Và nó rơi vào ngày thứ năm của tháng, cứ ngày thứ năm của tháng 11, và trước vòng vòng ngày 23 hay là ngày 24, 25 hay là 26. Thì đó là ngày Thanksgiving của nước Mỹ. Người Canada thì Thanksgiving vào ngày khác nữa. Người Mỹ Thanksgiving ngày khác. Gà Tây năm nay ngon các bạn ơi. Mấy năm trước công ty nướng gà dở, năm nay gà Tây ngon à. Khoai lang Tây nghiền cũng ngon nữa. Thế là xong. Gà Tây nó có hai phần, phần thịt gà trắng và phần thịt gà đen. Phần thịt gà trắng á, có nghĩa là cái ức ăn không có ngon. Là tại vì nó phần thịt gà trắng á, nó giống như là bột nhiều quá, cái sớ nó không có ngon. Nhưng mà cái phần dark meat á, phần thịt đen á, thì nó dai, hơi dai dai giống như gà ta. Nãy giờ mình ăn là toàn là white meat không nha, phần gà trắng á, ức trắng á, nó không có, nó giống bột á, nó không có dai như gà tường, thử ăn nó không có ngon. Xong cái phần gà Tây của mình, 4 lát gà Tây, một cái bánh mì, một cái bánh mì ngọt, với lại một vắt smart potato, khoai tây nghiền, mình đã giải quyết xong rồi ha. Luôn cái phần rau salad nè. Thôi các bạn ơi. Cà chua bi rồi rau salad. Cái sốt là salad nó ngon.
rất là ngon các bạn. À, sở dĩ mình phải ra ngoài ăn đó là mùa dịch bệnh, công ty không có cho ngồi chung một bàn được, một người chỉ ngồi được một cái bàn thôi, mà công ty mình đông lắm, tới mấy ngàn nhân viên rồi. Tuy rằng đi ăn khác giờ, ví dụ như người này đi ăn 1 giờ, người kia đi ăn 12 giờ, người kia đi ăn 11 giờ, vẫn không đáp ứng được cái chỗ ngồi của nhân viên, nên cách tốt nhất mình đem đồ ăn ra ngoài xe mình ngồi ăn là an toàn nhất ha. Mình muốn ngồi trong, ở trong ngồi ăn thì nó thoải mái hơn, nhưng mà vì dịch bệnh á, không có cho ngồi chung được, thử ra phải tách riêng ra hết. Không có ai được ngồi chung với người nào hết, một bàn chỉ có một người thôi, mà phòng ăn giỏi lắm là có 10 cái bàn, hoặc là một phòng ăn có một phòng nhỏ có 10 cái bàn, nhưng mà phòng lớn thì có cả chừng 50 cái bàn hay là 100 cái bàn, cũng không đủ cho một mấy ngàn nhân viên ngồi ăn quốc. Cái tốt nhất là mọi người nên ra ngoài ngồi ăn, mình ra xe ngồi ăn là an toàn. Xong rồi các bạn ơi, đây cái mâm salad của mình cũng dần xong rồi các bạn ơi. Gà đã xong, khoai tây nghiền đã xong, salad đã xong, giờ tới phần tráng miệng, bánh chicken pie. Cái bánh mình ăn đây. Còn miếng cuối cùng nha các bạn. Miếng cuối cùng là kết thúc bữa ăn trưa của mình luôn á. Mình thích nhất là cái nhân. Cái nhân nó dẻo. Cái nhân nó dẻo, nó trộn, nó hòa nhập vào cái vỏ bánh nó giòn. Để nó ăn nó ra nó ngon, ngộ ngộ lắm. Ngon quá. Số 1. Công ty bữa nay vừa đãi ăn trưa rất là ngon. Bữa ăn trưa thành Thanksgiving của công ty năm nay rất là ngon. So với năm ngoái á, thì bữa ăn gà tây của năm ngoái nó không ngon bằng. Năm nay công ty mình đã ăn rất là ngon. Gà nấu rất là rửa, gà nướng rất là rửa, rất là vừa ăn. Nước sốt cũng vừa ăn. Khoai tây nghiền cũng rất là ngon, ngon hơn năm ngoái. Và bánh pecan pie thì năm nào cũng vậy, nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái nước sốt của gà đó, với lại cái độ ướp của gà mỗi năm mỗi khác, nhưng mà năm nay thì nó ngon hơn cái năm ngoái, mình có thể công nhận như vậy. Rồi, uống nước Coca-Cola thôi. Thôi, bữa ăn trưa rất là tuyệt vời các bạn ơi. Giờ này tất cả các công ty khác người ta đóng cửa, nhân viên ở nhà với gia đình, riêng mình thì phải đi làm thôi, tại vì cái công việc nó đòi hỏi không có thể được nghỉ trong ngày lễ. Công ty mình không thể nào đóng cửa nha các bạn, ngay cả ngày dịch bệnh á, nguyên cái tiểu bang tuyên bố là giới nghiêm đóng cửa, không có được đi lại, nhưng mà công ty mình vẫn mở cửa như thường nha. Nếu mà chạy ra đường mà cảnh sát chặn lại á, thì công ty nó cấp cho mình một cái giấy phép để đi đường, và mình trình cái giấy phép đó, tại vì công ty mình rất là đặc biệt, không thể nào nghỉ được hết, thì mình trình cái giấy phép đó, cảnh sát sẽ cho mình đi thôi. Khi nãy mình nói là mình có hai phần ăn, thì đây là phần ăn thứ hai. Phần ăn thứ hai của mình nó khác với phần ăn thứ nhất của mình. Để coi. Đây là bánh bí ngô. Bánh bí ngô nướng. Các bạn thấy nhân bí ngô không? Bí rợ đỏ đó. Bí rợ đỏ nó làm nhân, nhồi vô cái bánh rồi nướng. Xong rồi trét kem lên.
nặn kem lên, kem đẹp, đẹp không? Đó, bánh bí ngô nướng các bạn. Mình không thích bánh bí ngô bằng bánh pecan. Tại vì cái trái bí ngô của bên Mỹ á, nó cái vị nó rất là lạ, nó không có ngon giống như trái bí ngô bí rợ ở bên Việt Nam nha, nó khác hoàn toàn. Ai cứ nghĩ là hai trái bí, nhìn hai bên ngoài hai trái bí giống rất giống y chang nhau luôn, 100% luôn. Nhưng mà cái ruột bên, cái thịt bên trong á, ăn rất là khác. Thì bên này người ta làm cái lấy bí ngô đó đó, người ta xay nhuyễn ra, người ta nhồi vô bột làm bánh, người ta nhồi là cái nhân đó, người ta nướng lên, nhưng mà ăn nó không có ngon. Mình lại mình thích cái bánh bánh pecan hơn, cái hộp pecan trái ốc chó đó, bánh nó giòn nó thơm hơn, còn cái này mình không thích, nhưng mà mình cứ lấy ăn thử. Đó là một hộp salad dầu giấm luôn, dầu giấm trộn á, thì muỗng nỉ á chính. Phần ăn thứ hai này không phải là gà tây nha các bạn, mà là châm bông hem nướng. Và đương nhiên đi kèm với hem nướng vẫn là khoai tây nghiền với lại bánh mì ngọt. Vậy thôi, mình đã xong một phần gà tây của mình rồi. Mình đã no, ăn không nổi nữa. Cái này để dành cho buổi tối về. Ngon quá, muốn ăn ghê vậy. Ăn nhiều tức bụng, ăn không nổi. Thôi, ngon gì ngon chứ ráng dành để buổi tối về xử. ra ngoài xe ăn thì thoải mái thiệt. Nhưng mà có cái là xe ngồi đậu ở ngoài trời á, nắng nóng, mình phải mở máy lạnh lên thì ngồi gian mới được, chứ không thôi ngồi trong xe nóng nữa. Tại nắng nó đun nguyên một buổi từ sáng sớm cho tới trưa đó. Cái bất tiện ra ngoài xe ngồi ăn là vậy thôi. Thôi, bữa ăn trưa của ngày lễ sinh viên mình đến đây là kết thúc. Mình đã giới thiệu cho sơ qua các bạn biết những món ăn của ngày lễ Thanksgiving của nước Mỹ ra sao. Tất cả những người Mỹ người ta đều ăn giống như mình vậy thôi, cũng là gà tây, khoai tây nghiền với lại bánh mì và bánh pecan pie và uống Coca-Cola. Đó là bữa ăn truyền thống của nước Mỹ hiện tại bây giờ. Cách đây cả trăm năm, mấy trăm năm thì người Mỹ người ta ăn ra sao thì mình không biết, nhưng mà ngày nay là chỉ người Mỹ nào cũng ăn một thứ giống như vậy hết. Đó là món ăn truyền thống của người Mỹ hiện tại bây giờ trong ngày lễ Thanksgiving. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn có thích video mình thì xin cho một ngón tay lên trên. Và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nha. Bye bye. Have a good day. Have a nice day. Và happy Thanksgiving to mọi người nha. Bye bye các bạn. Rồi, bonus video. Mình đi mở đảo một vòng công ty cho các bạn coi nha. Lối vào văn phòng là hướng đó. Đây là còn hướng bên này là sân đậu xe của nhân viên, bãi đậu xe của nhân viên đây. Rồi mình về lại bãi đậu xe thôi các bạn ơi. Các bạn thấy mùa thu lá vàng thấy không? Thu lá đỏ đã và chuẩn bị rơi rụng rồi. Lá xanh vẫn còn xanh. Khoảng chừng một tháng sau là lá xanh cũng thành lá đỏ luôn và rụng hết.